cái chục bà sắp mấy ôi giời ơi, thế còn thương mẹ ai nè. Hát đi, đi gặp Trung Hát nè. Ôi giời ơi, Trung Hát là chị mở sau này. Sao nè ông, sao nè ông cặp nhiều bà già vậy? Thì bà giờ không ai dám làm gì ổng đó. Nói riêng chị ông chọn mà ông chọn chưa quay đầu được đó. Chị chắc chưa phải cuối đâu. Chị đó chị nghĩ là rồi chị bấm số đi, nghe bấm số đi. Nó còn một số bạn nữa là lần sau bây giờ anh chặn Zalo nha. Em biết anh ở với ai rồi đó, nữa rồi đó. Anh còn đi chơi đi về chứ anh làm gì mà anh không có mà mở máy nữa, anh coi anh chặn nữa. Em mới nói rồi, lên cộng đồng bây giờ là nhục nhã rồi, mà nếu mà anh không có ra thì nhục hết luôn đi. Người có cộng đồng rồi. Tưởng anh trốn có đường nào? Ừ, xong rồi về đi, xong rồi. Vì sao anh không ra nói chuyện mà anh về anh đổ lỗi cho em hoài vậy? Em nhìn đám nhân tình đang người gần gan gì hết trơn á. Em mới nói từ đầu rồi mà anh cũng không có của, em không có của thì nó quá trời đồng cảm rồi. Bây giờ anh muốn gì nữa? Mà mỗi lần là anh về là anh đổ lỗi cho em không à? Tao không nói chuyện. Ông hỏi chị nè, bây giờ em điện thử rồi chứ chị không có điện được nữa. Em ông, điện qua không? Nhưng mà từ hôm nay là ông gặp chị chưa? Gặp rồi, đây có bữa không gặp mà. Rồi nhưng ông nói chuyện sao rồi? Ông hỏi chị nha, mà cái ấy về chưa, cái có giấy độc thân của chị chưa? Chị, ông hỏi chị giấy độc thân làm gì? Làm gì? Thì để, chắc ông kết hôn cái gì, tại vì cái giấy của chị chưa xong. Để ông muốn lấy người khác hả? À? Hay sao? Ông bữa hổng hả? Không, cái hôm đó là ông làm giấy độc thân trước chị là hồi tháng 3. Ừ. Tháng 3 thì chị với ông tháng 6 rồi đi về quê chị làm giấy. Ừ. Cái giấy chị dính vô cái căn cước. À. Đánh lên cho nên là hồi đó sai. Người ta định danh người ta không có bỏ ra. Nó dính sai. Vô cái không kết hôn với chồng trước nhưng mà nó dính vô cái giấy hồi sinh của con chị đó. Cho nên ông gọi người ta làm cho chị ra rồi bỏ ra là có giấy xác nhận của chị là chưa kết hôn. Chị bữa nay làm công việc gì rồi? Chị nhưng mà giờ, chị không giờ, chị, giờ chị, làm cho em luôn. Nhưng mà giờ chị có muốn ở với ông nữa không hay sao? Bây giờ cho em có ý cho cái người này làm đơn nói cho chị thương nha, người ta thấy chị thương tội nghiệp, người ta nói cho một chặt đi chứ bây giờ hả? Nhưng mà chị còn thương ông không? Hỏi thật là chị còn thương không? Thì em chị nói... theo chị là chị có thương không, tình cảm với ông còn tình cảm không? Để còn thương đúng không? Còn vẫn muốn ở với ông? Thì bây giờ để coi ổng về hỏi mình cái bây giờ số lên số đâu, chị bấm số đây, em gọi điện cho ông thế nào để em nói chuyện với ông thế nào. Anh qua ổng nói là ổng chịu quay đầu thì nhà chấp nhận hết luôn. Vẫn chấp nhận đúng không? Anh trai ông đúng không? Anh trai anh lớn hơn anh mà. Rồi chị bấm số vào đây, em gọi cho ông xem lần nữa thế nào. Nói chung là mình vẫn còn thương, vẫn còn tình cảm đúng không? Rồi còn vậy ông nói là mày đời của chị là hồi đó giờ là hết rồi, không còn ai hết mà tại vì ổng nói dốc. Rồi nếu chị còn tình cảm em giúp chị vé nữa. Em gọi điện cho. Lúc vé nữa. Nhục quá, nhà chị chửi quá. Nhà chị em chửi quá trời chửi luôn. Đừng tưởng sao anh chị ông đừng về quê với chị không nói bây giờ, không cho mà không về cho được bây giờ sao thiếu gì đàn ông mà sao thương ông dữ vậy chị khổ vậy mình nghĩ về ông là năm nhiêu tuổi ta năm nhất là 51 á mốt còn chị năm mấy đây 52 hay 53 năm cũng chọn hơn ông giấu tuổi gái này. Gái hơn hai trai hơn một mà rồi chị bấm vào đây chị bấm số đây chị bấm số đây cho em bấm số máy đây máy của em đây chị bấm số đây em gọi cho máy em nhiều tiền mấy em mới lập 40 triệu. Nó dốc kỹ rồi số 72 nữa cuối cùng tuổi tuổi anh em mới nói là 51 tuổi. Đúng, đúng rồi nha, gọi lộn là người khác là thua. Chính. Nghe lời ông cặp cái chục bà sắp mấy. Ôi giời ơi, thế còn thương mẹ ai nè. Hát đi, đi gặp Trung Hát nè. Ôi giời ơi. Trung Hát là chị mở sau này. Sao ông cặp nhiều bà già vậy? Thì bà giờ không ai dám làm gì ổng đó. Nói riêng chị ông chọn mà ông chọn chưa quay đầu được á. Chị chắc chưa phải cuối đâu. Chị đó chị nghĩ là rồi chị bấm số đi, nghe bấm số đi. Nó còn một số bạn nữa là lôi cuốn ổng đi hát được thôi. Trời ơi. Hát ca hát với nhau. Chị trước vẫn hát trên top top đúng không? Hả? Chị vẫn hát trên top top. Điện thoại chị không cần nữa hát. Ồ. Ai gọi đấy? Ông gọi để nghe đi. Dạ rồi chị. Nghe luôn. Ông nội. Bảo nó ngoài. Hello. Bảo nó ngoài đi. Ngoài. Gì em? À, tiện đó hả? Ờ, vô rồi. Làm công chuyện chưa? Lên xe. Hả? Đi công băng hỏi từ sáng giờ không thấy vô nè. Rồi, cỡ ngon, mà hỏi điện cho xế đi em. Mà trước chị sống mà ông được bao nhiêu thời gian rồi? Thì quen y chang mấy trăm người bấm đi sao lại không có chị đâu là chị cụ thể chị sống với ông bao nhiêu thời gian mà
Rồi tháng cái bữa gọi là một năm mấy rồi đó. Năm mấy? Ông có lo chị cái gì không? Thì cũng có, nhưng mà tiền bạc thì chị kêu thì đưa, không có đưa không kêu thôi à. Mà từ mười mấy triệu, 14, 15 triệu, 12 triệu cũng có. Mà đưa 2 triệu, 3 triệu thì chị về chị lo bệnh ổng hết trơn. Mày bỏ ổng thì chị chưa có nói là xíu gì người mà đi quen ông, ông toàn bệnh không à. Chị chứ sao giờ em có chị có quen mấy ông kia em kiếm cho thiếu gì mà đi quen thì ông nói, chị tính đi kết nối đó. Chị nói là qua 50 là chị đi kết nối á. Thì kết nối luôn ở đây luôn đi, làm sao mình đâu. Nói là chị không bỏ trời, chị gặp toàn cô hồn thôi. Trên trời dưới biển không à. Chị gặp ở đây, chị quen ở đây nè. Ở đây em làm mai cho nè. Đó. Rồi chị rồi. Vậy là trước đây ông lừa chị những cái gì? Ông lừa chị những cái gì? Em bấm đi chị ơi. Chị bấm đi, trời ơi. Số đây, bấm đây. Mệt ghê. Điện thoại gì chị không gần mới biết xài đây không á. Trời ơi, không gần. 0784. Bàn phím đây. Còn là ổng về ổng dạy chị thêm với mấy đứa nhỏ nó dạy thôi. Khổ quá thế mà đi rồi lấy chồng. 8 1 Sai nữa em ơi. Trời đất quỷ tao bỏ nó ngang mệt ghê. Thế mà nhìn số điện thoại nhìn mà nhìn cái này, nhìn cái này nhanh thế. Chị nhìn cái gì nhanh thế? Đâu số đâu số nào, số ông là số mấy? Chân đấy, Lê Văn Chân đấy, ông xã Chân đấy. Chân à, ông xã Chân, ui dề. Bà Liêu oxy chân luôn nè, oxy chân nè. Oxy chân hả? Em quay chị nó gì đó. Đang quay đấy, đang quay. Chân đưa lên nó chắc chết chị luôn. Không, xấu thì này là đẹp rồi, mình cứ hình thật, này là ngon rồi. Em coi luôn chị, mình luôn á. Mình cái là thật rồi, mình cứ người thật việc thật. Dạ nói thôi, không có hình ảnh là ổng không chịu đâu, ổng bỏ thằng ổng. Rồi bây giờ xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Ông tên là ông xã Trần đúng không? Điện ông thử ông bấm máy cho chị là ông cúp nữa rồi đó. Ông bấm máy bận rồi. Rồi ông nói ông năn nỉ chị để cho qua tu cho ông. Thì bây giờ ông coi chuyện. Bạn nghe nào? Tập người khác chứ. Em nghe đi chừng nào ông. Rồi cúp máy luôn, em alo. Được. Anh Trân đúng không? Ừ. Tôi bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương này. Ừ. Bà xã anh người yêu hôm nay về đây là đang muốn gọi cho anh nói chuyện mà anh mà ý anh sao anh còn thương chị không? Chị đó để nói chuyện với bà chứ giờ biết nói thì nói. Thì anh còn thương chị thì anh nói một câu mà anh không thương chị nói một câu để bây giờ bà còn thương anh quá bây giờ làm sao? Trời, gọi cho bà đây này, anh nói chuyện luôn này này. Alo. Em nói anh là anh về kiểu này kiểu đó là bữa đó anh về làm sao bây giờ anh chặn vô lô nha. Em biết anh ở với ai rồi đó, cặp nữa rồi đó. Anh còn đi chơi đi về chứ anh làm gì mà anh không có mà mở máy nữa anh coi anh chặn nữa. Em mới nói rồi lên cộng đồng bây giờ nhục nhã rồi mà nếu mà anh không có ra thì nhục hết luôn đi. Người có cộng đồng rồi. Tự anh trốn có đường nào? Ừ, xong rồi về đi, xong rồi. Vì sao anh không ra cái chuyện mà anh về anh đổ lỗi cho em hoài vậy? Em nhịn em không nổi, nói chuyện đàng hoàng với anh, nó không được mà anh cứ làm cho em bực hoài luôn mà, tức lên rồi. Chứ đừng có tự giận, tự sát. Mọi người đàn ông mà đi ra rồi là bước ra, còn người đàn bà ở nhà phải chịu như vậy mà bây giờ cứ vòng vòng mà đổ lỗi cho em, bây giờ về ra bằng lại không cần lên cộng đồng cũng được nữa. Ra nói trước mặt có lời đợi nãy nè. Em thì em xin lỗi, còn anh thì xin lỗi rồi chia tay. Giấy tờ em xong rồi đó. Cái bữa đó anh về anh còn đòi giấy của em thì giấy em xong rồi đó. Hiện giờ ở đây nè, anh hãy thấy nè. Anh đòi giấy để làm gì, anh nghĩ em mới là để lót đường cho anh hả? Còn nếu không lót đường thì ra rõ ràng người về anh Tư ra mấy chuyện đàng hoàng. Anh Tư nói anh á, anh về á chịu nhận lỗi với anh Tư thì anh Tư đứng ra lo hết. Không phải lo gì, em cũng không cần phải mà thì đám tình trang rồi gìn gan gì hết trơn á. Em mới nói từ đầu rồi mà anh cũng không có của, em không có của thì nó quá trời đồng cảm. Là bây giờ anh muốn gì nữa mà mỗi lần là anh về là anh đổ lỗi cho em không à? Anh nói em sai không à? Sai chỗ nào? Bây giờ nếu nói ra bên đội anh hỏi anh Hải là cái chuyện rõ ràng từ đầu tới cuối thì em lo cho anh sao, rồi anh đối xử với em sao, rồi anh qua lợi với em như thế nào, anh đổ lỗi cho em như thế nào, tiền bạc này kia thử ơn sao anh
dám đi hát đi hò với người ta đăng lên mạng từ lưa hết trơn, không đội với người ta luôn hả? Mà anh không biết như thế là em đã cảnh báo anh bao nhiêu lần rồi. Rồi anh còn sợ bây giờ sợ gì mà không dám lên hợp đồng, em có sợ gì? Nhờ anh đó em mới nổi tiếng đó. Thì lý do là tại kêu anh ở nhà mà tại sao mà anh đã nghe anh nhìn clip rồi mà anh còn ngoan cố hả? Về Tết anh về để làm gì, em về lợi dụng em đó gì? Về đằng đè nắm tình hình đó hả? Em thấy đừng muốn trốn, em dọn qua gần bên anh Hải ở đó, không tin anh về đây. Em đâu còn ở chỗ cũ nữa đâu. Nhục nhã à, không ăn chuyện làm bỏ hả? Tiếng đồ mất nhục luôn gì đó. Sung sướng chỗ nào? Thấy như anh đừng có quẩy thì giờ yên xong rồi dư tiền ra. Làm một tháng rồi mấy triệu không còn gì hết á, còn em làm mấy triệu thôi cũng lo cùng vô cho anh, mà em nói ra tiền của anh đưa á. Em cũng vẫn giữ lệ bình thường để mà đừng để mà đi tới lưu công chuyện còn về dưới về anh Tư ha. Nếu mà ổn thì bây giờ tháng 2 này về cũng hơi Tết thì về xong rồi. Anh qua lợi với em đủ thứ, người nhà anh bây giờ nói không còn một chỗ cho em biết rồi. Em muốn chấp nhận. Vậy tại sao mà anh không về nè? Anh về Nga mang mặt hồng lời nè. Chảnh là sao? Bây giờ anh cứ nghĩ hoài là rảnh là sao? Rảnh là sao? Anh leo em nghĩ hoài hả? Bây giờ nhắn tin đi trong này, anh kêu em á nói chuyện phỏng phỏng hoài, kêu em á lấy chồng đi mà đợi anh về, anh có tiền anh về. Là sao vậy? Cái gì cũng có câu thòng hết trơn. Có chồng đi. Có chồng nhưng mà anh phải về gọi gàng để em với lấy chồng. Ủa, đâu có quánh em vậy đó mà dám mà cũng còn ngoan cố nói quánh chuyện bình thường à. Ngày xưa quánh vợ rồi bỏ đi vợ thôi một cái một rồi, cho nên hai đứa con là lý do đâu mà người ta lấy họ mẹ. Anh không hiểu cái thằng đó mà bây giờ đã như gì rồi, người ta cho anh đã quay về gõ gàng hàng gắn. Cái bữa công an gọi anh cũng thách em, rồi bây giờ tới anh Hải anh giỏi thách đi, thách em đi thưa công an đi rồi anh đi hầu. Bữa thưa thì giờ này em đâu có còn gì đâu, em đâu còn nói chuyện với anh cho lâu đâu. Thử coi anh sống làm sao. Bây giờ nè, nói qua nói ngay chỗ là anh đánh em là anh về có tính không? Anh nghĩ quánh là bình thường phải không? Anh đâu có sợ gì pháp luật đâu. Ừ, quánh thì anh mới về chứ. Người đàn ông mà nếu anh thật sự là nghĩ còn nghĩ em á, muốn kết hôn với em hay là muốn lo để quay gì làm mặn thì anh hãy về chứ làm gì mà anh quánh. Rồi anh bỏ đi kiểu đó là bỏ mặc kệ em, rồi anh đi ra đường anh sống dai, còn em ở nhà phải chờ đợi anh gì đó hả? Rồi công chuyện gì đó hả? Anh đi ra đi đường cái anh muốn tập con nào đi muốn chơi đi nguyên một cái Tết anh về rồi anh cắn tươi ốm nhắc là anh biết, em biết anh là đi chơi không luôn đó, đi tập bạn bè hát hò luôn đó em biết. Chứ anh đợi chừng nào có tiền, từ ngày hồi mười mấy năm nay anh gặp em trong mình không có đồng bạc. Mà bây giờ gặp em như gì rồi mà anh nói để đi thời gian nữa có tiền về về với ai? Về với con khác chứ làm gì mà về tới em. Em chỉ yêu cầu ra nói chuyện bình thường thôi để chứng minh cho em thôi, không cần lên cái cộng đồng. Để ma một lời là em đã nói bao nhiêu lần rồi, với nhà anh cũng được đó. Còn nếu lại nhà anh thì ra hay nói chuyện thì toàn là ăn nhậu chứ nói hương thứ hết. Em muốn nghiêm chỉnh là ba mặt một lời là em đã nhắc mạnh từ ngày anh đã qua lại với em rồi. Mà tại sao anh không hiểu thằng đó mà anh cứ tới cái ngày đánh anh, có phải là anh nghe lời bạn bè không? Thúc giục anh đó không? Em cho anh ra vô bạn bè anh ra không được đó. Cho một thằng là để an ủi anh một thằng đó chứ không đổ lỗi hết cho anh. Cho anh là một thời gian về, thời gian đầu 6-7 tháng trời anh cúp điện thoại bạn bè hết. Khi anh làm có tiền xin việc anh làm đâu đó đàng hoàng, có tiền là anh mở lại đi chơi với bạn bè. Anh thấy thì đúng là sao là chỗ nào mà anh về anh đổ lỗi cho em tiền bạc này chưa đưa. Cái bữa đó về em và anh dòng gì vậy? Bây giờ dòng làm sao? À, lúc nào cũng chối người nhắm mình xuống nổi không? Bây giờ chừng nào anh về? Thấy chưa? Chừng nào có tiền? Không có cần đồng tiền của anh đâu mà anh nói có tiền. Hồi ngày anh về anh không có tiền trong mình 1.000 nào hết trơn mà anh nói gì? Anh đã quen cái vụ này rồi, anh đừng có đem em ra mà làm vụ này. Anh nghĩ anh cặp mấy bà kia rồi là anh chạy trốn đầu này đầu kia rồi bắt đầu. Bây giờ là em không nói xấu anh, ngày trước anh nói người ta nói xấu anh đổ lỗi cho người ta hết. Bây giờ nó thật sự rồi, em nó cho là bây giờ chuyện hôm qua em không nhắc tới. Nhưng mà anh đã đi vào đường cũ rồi, anh bắt em ra là người lót đường rồi nhắm em chịu nổi thôi. Nhưng tao không nói vợ, không gì con này em tự sát không chết.
anh nghĩ em là bao nhiêu người khác không mà anh dễ với em là anh thừa biết rồi đó. Em là người không chơi bời, không bạn bè, không gì hết. Nghèo lo làm mà anh dám đổ lỗi cho em chuyện này chuyện nọ hết, chuyện này tới chuyện kia. Rồi giờ quánh rồi về hả, rồi bắt đầu đi thì cái bữa Tết về mở điện thoại về cho đã, có ai hiểu không? Hả? Những bạn bè của anh nghĩ có về với em không? Hay là anh trốn anh về anh lánh gì anh về cái anh đi nữa, anh lợi dụng gì anh đi nữa vậy? Rồi nếu anh đi chỗ đó mà em mà đổ qua anh ganh về lấy tiền lấy bạc hay là gì, nhưng em là người đổ cho anh nó mới đúng. Mà em không đổ mà anh đổ lại cho em lại lấy tiền lấy bạc của anh giấu lấy của anh hỏi sống vậy rồi sao? Nhưng mà em kêu anh ra nói chuyện mà tại sao anh chứng minh là tại sao anh không ra? Em mới kêu anh nói chuyện với gia đình của anh là ba một người thôi, anh với em với mà nhà anh một người thôi mà anh không chịu. Lý do đâu mà anh làm như vậy? Không có tiền thì về mình lo hết trơn luôn á, mình muốn chết rồi mình lo. Mà khi có tiền rồi bắt đầu giấu giếm này kia để đi chơi với người khác, đi ăn chơi. Hỏi làm gì đâu sai rồi về đó, anh thấy chứng minh hết trơn luôn. Trước khi anh về với em là anh không có việc làm luôn đó, anh đang thất nghiệp đó. Người ta chấp nhận rồi. Xe thì anh cũng bán, anh cũng trả tiền nợ anh hết trơn. Em cũng thấy đồng bạn mà em bán được nó 4,5 triệu, 4,7 triệu mà còn 4,5 triệu. Còn để anh thử cái bán, anh bán được không? 2 triệu người ta không mua. Chiếc xe đâu rồi, cái chục năm gì trước mà mua qua tay nữa mà nói tiền bạc gì chứ. Phải như anh chịu làm mà năm nay vừa với em này là xong công chuyện, anh còn dư tiền ra nữa chứ không có đâu. Anh sống với người ta đối xử với em như vậy cho nên em cũng phải cẩn thận lại. Lơ mơ là em thấy dướng vài trăm triệu rồi sao đây? Bao nhiêu người anh về với em là bạn bè điện vô điện thoại của anh, điện thoại em là nói ở với bà này bể nợ, ở với kia bà bể nợ. Cuối cùng tới em mà em nghe lời nữa là bể nợ nữa đó. Bây giờ em không nói nhiều với anh, em chỉ chốt lại một lần nữa. Tại vì cũng một thằng em cũng nghĩ là anh cũng chấp nhận là hạ mình về với em rồi, là nghĩ thật tình rồi. Dù gì cũng có giấy độc thân của anh nói rồi đó, giờ anh chưa có hợp độc thân thì anh cũng xác nhận rồi. Em bây giờ cũng xác nhận rồi, giấy tờ nó dính dáng phải đổi tới đổi lui với giấy căn cước. Rồi muốn gì về ra đây, ra đây nói chuyện đàng hoàng, nếu không em sẽ đưa anh một lần nữa rồi mà người ta không muốn hợp em. Tại vì quá khổ rồi, bây giờ sống trên cộng đồng này chứ không còn nói giấu giếm mà qua lệ gì được. Rồi ra đây, không thôi em kiểu nào thì cái gì, ở thương gì cứ ra đi nói chuyện. Em nói nên để dặn ship là biết bao nhiêu lần rồi, để cho anh đi im đẹp đàng hoàng, cho anh đi đi, anh quậy em cho đã.